Nam một cái Bắc, một cái Nam một cái Bắc là chênh nhau hơn 5.000 cây số, hơn 5.000 cây số. Với cái nhiệt độ mùa đông lạnh nhất là -40°C, với cái nhiệt độ mà mùa hè nóng nhất. Tôi đang đi trên đường phố Côn Minh. Đây là hai nơi Nam Bắc là chênh nhau. Thế đây có rất nhiều hoa. Chứ thế thì Trung Quốc có cả 33 tỉnh thành phố. Đây là tính cả Hồng Kông, Ma Cao này. Bốn khu tự trị. Khu tự trị là chẳng hạn là khu tự trị năm khu tự trị. Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Khu tự trị Di Ngô Nhĩ Tân Cương. Khu tự trị cái gì nữa? Khu tự trị dân tộc Tạ, Tây Tạ. Năm khu tự trị có thổ công Ma Cao, nước hai chế độ. Đây là đặc khu kinh tế thâm quyến. Chính thế thì Trung Quốc là một cái đất nước rộng lớn. Lam Phong để giới thiệu sau, giới thiệu dần. Vì mình đến sân bay rồi, mình chuẩn bị cầm hết đồ đạc xuống xe, không để quên cái gì. Với cả xin nhắc nhở cô chú nhà mình Trung Hoa Ly của mình, nếu là mình có sạc pin điện thoại hoặc là bật lửa, bật lửa là không cầm lên máy bay được, kể cả ký gửi hành lý cũng không cho vào bên trong được, cũng không xách tay được, phải bỏ lại. Còn cái sạc pin điện thoại không được cho vào vali, phải xách tay. Sạc pin điện thoại, sạc pin dự phòng ở bên ngoài ấy. Thế là mình phải để bên ngoài xách tay, không có người vali được nhé. Ok, nhà mình chuẩn bị xuống xe đến nơi rồi. Đó, mình làm thủ tục, làm thủ tục sau là mình đến giờ phút chờ đợi thì mình đi vệ sinh các thứ. Là mình 10:40 là chuyến bay của mình là 10:40, mình đến sớm một chút để làm thủ tục cho nó sớm một đi. Người không biết làm sao, một cái xe là đâm vào một con bò rác, ở đây ở trên núi nó lao xuống và phanh không kịp. Trên đường đi nhà mình sẽ nhìn thấy con bò rác ở đây, đây cũng là đặc sản của cái vùng này nhá. Chỉ có duy nhất trên chương trình của mình, chỉ có duy nhất ở Shangri-La mình có thể thưởng thức được cái thịt bò đây, thịt bò rác ở đây. Còn mình xuống ngày mai mình xuống đến một cái độ thấp hơn nữa, đây là thành phố Đại Lý thấp hơn 1.000 cây số nữa, sẽ không có con bò rác nữa. Trên thế thì đặc biệt nhất là mình lên đến Shangri-La là tìm kiếm được những đặc sản của địa phương là thì con bò rác. Chúng tôi vừa cánh xuống sân bây bay Shangri-La. Mùa này đang là mùa của đông trùng hạ thảo. Chúng ta đến công viên. Đang lên núi đi tìm đông trùng hạ thảo. Núi tuyết. Trên cao là có núi tuyết. Không phải anh cũng đi được. Đông trùng hạ thảo nhé. Không phải là tinh trùng hạ thổ đâu nhé. Có nhiều người nghe là tinh trùng hạ thổ. Anh Nam này là không có tinh trùng hạ thổ. Anh Nam chỉ có tinh trùng đen não. Không, nói đùa thôi ha. Ok, bây giờ là mình đi đi tiếp đi ăn cơm. Bây giờ đi ăn cơm trước, sẽ là mình sẽ đi tham quan chương trình. Thịt bò là tối nay ạ. Tối nay là đó là chương trình bình thường là đoàn sang bên này. Đây là chương trình mình ăn thêm, muốn thưởng thức. Nó là ăn lẩu bò. Lẩu bò rác à, nói đến lẩu bò rác. Đây là chương trình ngoài phải thêm chút tiền. Đó. Đây là còn thành phố Shangri-La ấy, nó giáp về Tạng. Ngày xưa ấy, thực ra đời nhà Đường của Trung Quốc, cái chỗ vị trí Shangri-La cũng có một thời gian vẫn thuộc về một cái nước tên là nước Khổ Phồn ngày xưa. Đấy là nước Khổ Phồn thì nhà mình biết rồi. Đây là cũng là một cái Tây Tạng ngày xưa. Thế thì thành đồng thời thành phố Shangri-La cũng là cái nơi trung chuyển, một trong những nơi trung chuyển về trà má cổ đạo. Trà má cổ đạo là bắt nguồn từ cái chỗ nhà mình biết trà Phổ Nghĩa không? Tức là trà Phổ Nghĩa là của Vân Nam ấy. Trà Phổ Nghĩa là trà bánh đấy. Đúng rồi, trà Phổ Nghĩa. Trà Vân Nam rất nổi tiếng là trà Phổ Nghĩa. Thế là đương nhiên là có cả trà Ô Long, trà Long Tỉnh đó của tỉnh khác, nhưng mà nổi tiếng nhất là trà Phổ Nghĩa Vân Nam. Người ta mang trà từ thành phố Phổ Nghĩa bây giờ cho là chở bằng con ngựa đi rất nhiều, đi qua núi tuyết, đi qua thảo nguyên rất là khó khăn, đi qua Shangri-La, đi mang lên trên Tây Tạng, đi sang trên bên Nepal với cả
có nhiều nước để làm gì? Để trao đổi cái hàng hóa, trao đổi cái con ngựa mang từ cái chỗ Nepal về. Chính thế con đường này được gọi là Trà Mán Mộ Đạo, nên là rất là nổi tiếng. Trong đấy thì thành phố Shangri La nó là một trong những trung điểm trung chuyển của Trà Mán Mộ Đạo đây. Đến ngày hôm nay thành phố Shangri La đã trở thành một cái thành phố du lịch rất nổi tiếng. Riêng về du khách năm 2023 mà những du khách mà đặt chân đi đến Shangri La này đã vượt qua hơn 40 triệu dân, hơn 40 triệu dân nhé. Chính thế thì thành phố Shangri La đối với những nhiều người mà chưa bước chân lên đến Tây Tạng là muốn tìm hiểu về Tây Tạng một chút, văn hóa Tây Tạng một chút, về Phật giáo Tây Tạng một chút, người ta là lựa chọn là đi đến Shangri La. Kèm theo người ta cũng đi tham quan cả Lệ Giang với cả Đại Lý. Chứ vậy thì cái tỉnh Vân Nam Trung Quốc này ấy, tức là thu nhập chính của cái tỉnh này về du lịch, đây là một cái khoản thu nhập rất là lớn của tỉnh Vân Nam Trung Quốc này. Đồng thời cái tỉnh Vân Nam Trung Quốc mà nói chung ấy có mấy cái thứ nổi tiếng nữa, cái gì thuốc lá, thuốc lá người mình biết, thuốc lá Hồng Hà, Hồng Tháp Sơn là của Vân Nam hết. Với cả thời tiết của tỉnh Vân Nam này có trồng cái cây lá rất là tốt, cây lá để làm cái thuốc lá. Theo Phong biết được là nhà máy thuốc lá Hà Nội nhà mình cũng có nhập rất nhiều nguyên liệu từ tỉnh Vân Nam Trung Quốc về. Đây là một phần thu nhập. Thứ ba là cái thảo dược, thảo dược của tỉnh Vân Nam Trung Quốc rất nổi tiếng. Trong đấy thì có đông trùng hạ thảo, có hồng cảnh thiên, có tam thất, có thiên ma, có kỳ tử đen, kỳ tử đỏ thì không phải đâu nhé, kỳ tử đỏ thì ở Ninh Hạ, kỳ tử đen, đây là đặc sản của Vân Nam. Trên đấy thì cô chú hỏi là Phong ơi, trên này về mua cái gì và đi tham gia cái chương trình hay nhất, cái gì mà hay nhất thì Phong sẽ giới thiệu thôi. Nhất là mình có thể đi đến Shangri La này, mình có thể mua mấy thịt bò rác, thịt bò khô về thưởng thức. Thứ hai là tối thì có thể ăn thịt bò này, lòng bò này. Với cả nếu là mình có nhu cầu, mình có điều kiện có thể là mua đông trùng hạ thảo, mua nhị hoa nghệ tây, nhất là đến tuổi của các cô chú các bác nhà mình có thể mua tam thất về đánh thịt bột nhà mình cũng hàng ngày thông lọc cái máu của mình rất là tốt. Đấy, với cả muốn mua bánh kẹo các thứ phải đi Côn Minh có, trên đường đi cũng cần mua. Côn Minh là có rất nhiều các loại bánh kẹo, mình có thể để đến Côn Minh mua để phải xách tay. Đó, và chương trình bên ngoài đang quay. Vừa quay vừa chụp được. Đây là một quán ăn chúng tôi vào ăn trưa tại Shangri-La. Đây là một mảnh trong công viên Potato, gọi là Phổ Đạt Thổ của Tây Tạng, vùng Lệ Giang, Shangri-La. Đây là công viên quốc gia và công viên đầu tiên được công nhận là công viên quốc gia. Hồ nước và cây cối, những cây tùng, những cái dãy núi ở xa. Người ta làm những cái con đường đi và này
请勿进入封闭场所，请勿进入封闭场所，请勿进入园区野外用火，禁止留动吸烟。游览过程中，请勿进入塔桃地，在人垃圾，请勿进入原始森林。在徒步观景拍照的过程中，一定注意自身安全。按公园规定的游览路线进行游览。遇到牛群、蚂蚁、请勿靠近，以免发生意外状况。啊，包括松鼠、野鸭。 大马鸡等野生动物，请勿投食，以免影响动物自主觅食的能力。不要粘贴非法宣传广告，感谢您的配合，祝您吉家人在蜀都湖游玩愉快，扎西德勒。各位亲爱的访客朋友，您好，欢迎来到普达措国家公园。 您现在就是位置是蜀都湖，公园现已进入森林防火期，公园范围内严禁野外用火，禁止留动吸烟，游览过程请勿进入乱扔垃圾。您还有营业执照也要发给我。啊，对，当那个跟那个包，那个包扎。 Rất nhiều lông. Ăn cái gì mà sao nó còn sống được nhỉ? Nó to thế kia. Cỏ đấy. Cỏ này ăn thua gì, trông cằn cỗi thế này. Nhưng mà chắc nó có thức ăn nữa. Nên người ta phải cắt những cái cỏ khô về, người ta làm những cái khung, như là những cái bậc thang ở trên cao ấy, để cho bò nó ăn. Bò này nó rất nhiều lông. Trong khu vực công viên, người ta có những cái nhà và trong thì treo rất nhiều những cái khánh và những cái chuông nhỏ. Thế theo chiều gió nó kêu rắc rắc. Đẹp quá nhỉ. Có à, bà mua lấy một cái khánh này đi. Đấy, có chuông đó. May mắn đó. Đấy, là sẽ có may mắn. May mắn. À, ta đi tiếp. Bình an, may mắn, hạnh phúc, khỏe mạnh. Khỏe mạnh, bình an. À, hãy nhớ. Bà đứng lấy tôi chụp cho một kiểu ảnh. Rồi. Anh ơi đi ở trong này đi. Anh. Đoàn du lịch rất đông, có thuê áo đỏ mặc vào đang đi qua để sờ với những quả chuông. Vẫn còn rất đông đằng sau nữa. Đấy, cái đây chỉ cảm xúc như sao? Ok, thank you. Rất dài và rất đông. Thế nào? Rất đẹp. Hãy
Thôi hết đã qua, ta đi tiếp. Đây là một lối đi mà bằng những thân cây gỗ xẻ ra như những cái thớt xếp ở trên mặt đường. Ừ, đúng rồi, chỗ này độc đáo. Đúng rồi, ôm mà đi bắt mình hồng. Ôm ba ly bắt mình hồng à. Ôm ba ly bắt mình hồng à. Đẹp quá, đẹp quá. Mua gì đạp bạc. Đẹp lắm. Ta tiếp tục hành trình. Wow, đồng chí Hoa, giơ tay chào tạm biệt. Tạm biệt công viên quốc gia Pô Tà Thâu. Đây là tôi quay ở cái thành cổ hay là phố cổ của thành phố Shangri-La, Tây Tạng. Ở đây họ trang trí nhà cửa rất đẹp, như là rát vàng và đêm đến một cái ánh đèn rất đẹp. Đây là các cửa hiệu của vùng này trên độ cao 3.300 m, cho nên là không khí nó cũng lạnh, là một, thứ hai là cái áp suất không khí nó thấp. Trên người nào không quen thì cảm thấy sẽ hơi đau đầu. Chợ đêm.
vừa nhiều hàng vừa đẹp nên là sợ hơi lạnh tí. Đây là những cái chuông quay. Bà có phát biểu gì về cái phố này không? Đây là một cái phố cổ, thành cổ. Nghe đây phải nói trang trí quá đẹp luôn. Trông như là cung điện nhà vua ngày xưa. Mình cũng chưa tìm hiểu về lịch sử cái xe đi ra này. Đấy, đi quay đến chỗ cái khổng cẩn thành kia thì ta dừng lại. Các loại ấm trà rất đẹp. Vải vóc, quần áo, mũ lông. Đấy, dân nhà mình đây rồi. Đây cả nhà ơi, cháu đưa về đây rồi đây này. Đây cháu nó đưa về, ai về là về luôn cùng đây này. Còn hai. Đây anh ơi, quay trang về Hàm Hương này này. Anh. Đây. Anh ơi, quay cái Hàm Hương này. Đây. Rồi, tôi chụp ảnh các bạn ra đấy. Thích những cái quần áo kiểu của Hàm Hương này hả? Thế bà nhớ Hàm Hương là trong phim gì không? Hình như trong Hoàn Châu Cách Cách sợ. Và tôi kết thúc ở đây.